Hello anh em, hôm nay mình ngồi tại văn phòng một dịp cuối tuần để chia sẻ anh em về cái setup thiết bị của mình. Thì do thời gian vừa rồi thì mình có quay một số các cái video vlog. Trước đây thì hầu hết là mình sử dụng cái iPhone. iPhone là cái mà ở đây. Thì mình sử dụng cái iPhone 13 Pro và 14 Pro Max để quay video vlog cho gia đình. Thế, tuy nhiên thì thời gian gần đây thì mình có tham gia và làm thêm một số các cái video trải nghiệm trên mô tô phân khối lớn. Thế thành ra là lại phải tính lại xem là các cái thiết bị như thế nào. Thì thực tế ra là nói gì thì nói, iPhone vẫn là số 1 trong cái việc quay vlog. Tay cầm rất là tiện, camera rất là ok. Thế nhưng mà khi mà mình đi trải nghiệm bằng xe máy hay là bằng các cái hoạt động di chuyển thì mình thấy rất nhiều bất cập. Cho nên là mình đã tính lại cái phương án setup quay của mình như thế nào cho hợp lý. Mình cũng có tìm hiểu rất nhiều kênh vlog về mô tô, về du lịch. Thế tuy nhiên thì tìm ra được một cái giải pháp mình nghĩ là phù hợp cho mình, và cái cách quay của mình, cái cách xử lý của mình ra cho nó tiết kiệm thời gian là phù hợp. Ngoài ra thì nếu các bạn tìm kiếm ở trên mạng thì sẽ thấy rất nhiều quảng cáo, lúc thì bộ setup này là bá đạo, lúc thì bộ setup kia là bá đạo, bộ này là xuất sắc nhất, bộ này là đối thủ của thằng kia, vân vân. Nhưng mà mình thấy đến khoảng độ 95-98% là các video quảng cáo thiết bị được trả tiền với các hãng. Đó, thế chính vì vậy mà để mà mình biết được sự thật, biết được cái nào phù hợp với mình tương đối là khó. Thế chính vì vậy mà mình đã mày mò nghiên cứu thử nghiệm. Thế chính vì vậy mà mình sẽ cần phải có lên một cái phương án để setup thiết bị. Thế thì ở trên cái xe máy ấy, khi mà bạn chạy ấy, thì chắc chắn là nếu các bạn xem một vài các video của mình, các bạn thấy là mình có thử nghiệm các góc quay khác nhau. Và sau đây mình chốt lại là mình sẽ sử dụng 3 cái góc quay để làm vlog. Góc quay thứ nhất sẽ là góc quay ngược lại phía mình, nghĩa là giống như cái clip một vòng Hà Nội ấy, quay ngược lại phía mình. Thì như vậy là mình khi mình nói chuyện với các bạn thì nó rất là tự nhiên, và các bạn cũng nhìn thấy mình nói chuyện thì nó rất là tự nhiên. Tất nhiên là đấy là một tour nhẹ nhàng đi trong phố thì đội mũ 3/4, các bạn nhìn thấy mặt mình, nhìn thấy không gian xung quanh mình, ok. Nhưng mà đi phượt đội full face vào có khi là chưa biết thế nào. Nhưng mình muốn có một góc quay để mình có thể giao tiếp nói chuyện với các bạn. Đó là góc thứ nhất mình mong muốn. Cái góc thứ hai đó là cái góc mà phổ thông anh em biker làm quay vlog các thứ đều dùng, đó là cái ở cẳng. Đó, cái góc quay ở cẳng để nhìn ra phía trước toàn cảnh, những cái thứ mà anh em thấy, mình đang thấy. Đó, nó giúp khán giả có thể nhập vai vào trong cái hành trình của mình. Cái đấy cũng là góc mà gần như chắc chắn là không bao giờ thì thiếu đâu. Cái góc này sẽ là góc số 1. Đấy, cái góc quay ngược lại phía mình thì sẽ là số 2. Đó, và cái góc số 3 chính là góc dành cho cam 360. Đó, góc số 3 dành cho cam 360 nghĩa là nó có thể gắn ở đầu xe máy, gắn ở đuôi xe máy, gắn ở trên đỉnh đầu, gắn ở trên đây, trên mũ. Bởi vì sao? Như vậy thì mình có thể quay trước, xử lý sau. Đấy, và ngoài ra thì khi dừng lại thì cái máy quay chính của mình sẽ vẫn là iPhone. iPhone bá đạo vô cùng, với 3 ống kính, với rất nhiều tiêu cự, với các hiệu ứng cinematic, rồi cầm nắm một cách rất là dễ dàng. Mình không nhất thiết phải cần dùng gimbal, mình cầm nắm rất dễ dàng và di chuyển. Nó khác hoàn toàn với cầm một cái như này, rất dễ là rung, mặc dù nó chống rung rất là tốt nhưng mà nó không thể mượt được, nó không đem lại hiệu ứng cinematic, nên nó chỉ dùng cái action cam thôi. Thế thì nãy giờ bạn sẽ thấy là như vậy là ông này chắc chắn phải có đến 4 cái camera, đúng không? 4 cái camera. Và mình phải nghĩ đến cái phương án làm thế nào để quản lý nó tốt nhất. Chứ không thể
bốn cái camera, bốn cái phụ kiện, bốn cái điều khiển thì nó quá cồng kềnh đó. Cái nguyên tắc của mình khi mà đi làm vlog ấy thì mọi thứ phải thật nhanh gọn đơn giản. Nếu các bạn nghĩ đến những cái bộ ghi hoành tráng như cái bộ này đó, để đi quay vlog thì chết đấy. Nghĩa là mình đi du lịch và mình muốn chia sẻ với các bạn những trải nghiệm của mình, chứ không phải là mình đi quay du lịch để đem về phục vụ các bạn. Đó, mình muốn các bạn đóng vai mình cùng với mình đi trải nghiệm du lịch. Đó, thì như vậy làm sao mình enjoy được với cái hành trình của mình, nhưng mình cũng chia sẻ được cái hành trình của mình cho các bạn. Đó, thế chính vì vậy mà mọi thứ nó rất là gọn nhẹ. Mình sẽ không setup những cái bộ ghi hoành tráng như kiểu là có media mod rồi micro gắn vào trong mũ các thứ vân vân, quá bất tiện. Mỗi lần lên xe xuống xe thay pin, đổi thiết bị nó quá là bất tiện đó, cho nên là mình không hướng đến cái điều đó. Cái điều thứ hai là mình cố gắng để đồng bộ hóa thiết bị. Như mình nói lúc đầu ấy, nếu mà dùng GoPro thì toàn bộ ba cái cam còn lại mình sẽ dùng là GoPro đó. Còn nếu mà dùng Insta thì toàn bộ ba cái cam mình là Insta đó. Thì như mình kết luận lúc nãy thì mình vẫn thấy là Insta nó có vẻ nhỉnh hơn một chút về mặt chiều lòng khách hàng. Cái workflow làm việc sau khi mà đem file về xử lý nhanh gọn thuận tiện, và nhất là đối với cam 360 thì Insta là số 1, nhất là khi nó đã nâng cái độ phân giải lên thành 8K thì Insta là số 1. Mình nghiên cứu rất nhiều, mình làm rất nhiều trong cái lĩnh vực quay 360 và mình có thể kết luận được câu chuyện là như vậy đó. Chính vì vậy mà mình tiếp nối cái đó thì mình sẽ lựa chọn thiết bị. Thì ở đây mình có mua thêm một cái cam đó 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 đấy. Mình mua thêm cái cam này là cái Insta Ace Pro. Đây là chiếc action cam mới nhất của nhà Insta. Xin đính chính một chút là mình không có bất kỳ quảng cáo nào cho hãng, và đây là tiền bỏ ra để mua bình thường như những khách hàng bình thường đó. Em các bạn yên tâm là những lời review của mình là nghiêm túc. Mình sẽ sử dụng cái này là máy quay chính trong khoảng thời gian tới đây, trong các cái vlog tới đây, để xem cái khả năng nó có thể hỗ trợ cho cái iPhone của mình đó đến mức như thế nào, nó tạo ra những cái gì mới mẻ ở trong cái này. Tiêu chí của mình vẫn là ưu tiên nhanh gọn lẹ, nhanh gọn lẹ đấy. Chính vì vậy mình mua thêm một cái mic DJI mic 2. Nếu mà DJI mic 1 mình sẽ không mua, bởi vì là nó vẫn có nhiều hạn chế, rất nhiều hạn chế. Hạn chế như nào các bạn có thể tự tìm hiểu đó. Ví dụ như mình có con Rode Go này, thế thì rất là tốt, nhưng mà nó luôn luôn cần cục thu và cục phát. Thế thì cho nên là mình mới nghiên cứu đến câu chuyện là tôi sẽ dùng cái mic Bluetooth của thằng DJI Mic 2 này để kết nối với thằng Insta Ace Pro này, và sau đó mình chạy mô tô quay vlog rất là dễ. Chỉ cần gỡ ra kẹp vào áo, gỡ ra kẹp vào mũ bảo hiểm đó. Và một cái điểm mà mình đòi hỏi nữa đấy là nó phải có bản backup, nó phải có bản backup. Bạn biết vì sao cần bật máy cấp không? Cực kỳ quan trọng. Đó là bản backup khi mà bạn quên không bật máy, hoặc là chẳng may cái kết nối giữa hai thằng này nó có vấn đề, hoặc là bạn switch qua lại với các thiết bị nó không kết nối, nó không đẩy nguồn vào, không không có âm thanh thì to rồi, đúng không? Thế chính vì vậy mà thằng Rode Go này nó làm rất tốt cái câu chuyện đó. Thế còn nhưng cái thằng Rode Go này nó bị dở một cái là nó phải có cục thu cục phát đấy. Cho nên là mặc dù là cũng tiếc tiền lắm nhưng mà tôi cũng phải mua một thằng mới. Này thì tất cả nó chỉ cần một cục này thôi, không cần nhiều đấy. Thậm chí sau này nếu kết nối với máy quay chính của mình là điện thoại thì cũng sẽ ok đó. Hôm nay là mình dành cái việc mở siêu này cho cái video này. Ok rồi, bóc siêu
Nhớ nhé, mình không có nhận tài trợ, không có liên quan gì đến bất kỳ một nhãn hàng nào. Sau đây tất cả những cái clip mình làm, nếu có bất kỳ trục trặc nào với cái vướng mắc nào, nó ảnh hưởng, nó vấp váp, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn biết rằng là nó sẽ thế nào. Trong này thì cũng chả có cái gì cả, có mỗi cái hộp này, một tờ giấy ba lăng nhăng này, và một cái túi này. Thơm, thơm, rất là thơm. Ok, mở túi ra. Mở túi ra thì có cái gì? Có một cọng dây tai xi này. Cọng dây tai xi này. Và đây, nhân vật chính của chúng ta đây. Wow. Yeah. DJI. Đó. Sở hữu một cái màn hình trong suốt. Gọi là một cái vỏ trong suốt. Cái này có chấu sạc nam châm. Mà mình không mua cả bộ của nó cho nên là khả năng là mình sẽ phải sạc bằng Type-C. Nhưng mà Type-C bây giờ hoàn toàn rất phổ thông nên hoàn toàn yên tâm. Cũng chưa biết cách sử dụng đâu, nhưng mà trong cái tour sắp tới đây của mình, ngay sau đây mình sẽ chạy vào cái tour, mình sẽ thử xem sao. Có một cái miếng nam châm bé bé này. Có thể may cái miếng nam châm này vào trong cái lót của mũ bảo hiểm ấy, may một cái túi nhỏ nhỏ xong rồi dính xích nó vào. Đó, cũng ok. Như vậy là này, nó sẽ khi mình quay vlog này nó sẽ đeo ở đây, khi mình chạy mô tô thì nó sẽ đưa vào trong mũ bảo hiểm, treo ở đâu đó ở trên bên trong. Cái lúc setup mình sẽ cho bạn xem. Ok rồi, một nhân vật đấy là nhân vật phụ, đây là nhân vật chính. Nhân vật chính này thì mở kiểu gì nhỉ? Không biết là đây như là cái... Không biết là kiểu gì đâu. Ok. Đây. Rồi. Rồi. Đây. Đây. Xem nào. Rồi. Yeah. À. Thấy không? No dead. À chà. Nặng. Nặng nha. Khá là nặng. Ô, nặng. Cái cảm nhận đầu tiên của mình là nặng. Chắc là cũng chả có gì ở trong này đâu. Xem. Cái hộp gì đây. Đây là sticker này. Một đống giấy vụn. Chả có gì. Đây là một cái miếng dán. Đây là một cái miếng dán có cái màu như kiểu này. Đây là cái click đây, click đây, bóp vào nha. À, trông ở ngoài thì nó gọn gẽ hơn, trong cái hình thương mại của nó thì trông cái này nó thô thiển. Chả có thằng nào nó đi làm cái màu ở dưới nhà, ở dưới trông nó thô thiển. Thế nhưng mà thực tế cầm trên tay thì nó khá là nhỏ xinh. Ok đấy. Lúc trước là mình tính là mình mua một cái màu khác, trong cái màu này nó thiếu chuyên nghiệp vãi chưởng. Rồi, đây là một cái cáp IC, không có gì cả. Okay. Đây nè, mở lấy pin rồi. Trên hình quảng cáo thì mình thấy cái viên pin này to lắm, vào đây nó bé xíu nhỉ. Thế thì nó cũng không có chênh lệch mấy so với thằng GoPro. Mình đang lo là cái viên pin nó to chà bá ra thì kinh. Đó. Viên pin này đâu có vấn đề gì đâu, đúng không? Nó chỉ nhỉnh hơn thằng GoPro xíu. Ok. Rồi. Bóc siêu. Ta-ra. Bóc siêu tiếp màn hình. Màn hình sau rồi. Ok. Bây giờ một số cái ý kiến của mình về câu chuyện thằng này nhá. Câu chuyện thằng Insta này nhá. Thì một, nặng. Đó, tất nhiên là nó không quá đáng, nhưng mà cơ bản là nặng. Cái thứ hai nữa là
cái màn hình lật nó sẽ cho phép mình có những cái góc quay nó khác biệt lạ lắm đó, cái góc quay khác biệt lạ. Nhưng mình có thể khẳng định luôn rằng là cái màn hình lật này sẽ không thể bền được bằng cái màn hình cố định của thằng GoPro đấy. Cho nên là dùng phải cẩn thận thôi. Đó. Không biết là mưa gió thì nó có chịu được không, chắc là ok đó. Thế thì ok, như vậy là chúng ta đã có một thành viên mới, đó là cái camera Insta Ace Pro, thành viên mới trong gia đình. Đây, 1, 2, 3 ok rồi. Như vậy thì kết luận của mình như này, một là máy quay chính bạn muốn làm vlog thì không thể không sử dụng iPhone. iPhone là cái tiện nhất đó, và mình vẫn dùng như này, nó có rất nhiều shot quay đẹp, slow motion rồi các thứ vân vân, màn hình thì to cho bạn phép bạn làm đa dụng rất nhiều thứ. Và điều quan trọng hơn là nó luôn luôn kè kè trong người bạn, bất kể lúc nào bạn có thể rút ra được. Thế cho nên là mình chấm số 1 cho cái câu chuyện về tính tiện dụng. Tiếp đến là khi đi đường thì mình không có đủ thời gian rảnh tay ABC ở bờ cờ, đúng không? Thì đây sẽ là máy quay chính. Máy quay chính này thì chất lượng mình sẽ cố gắng để 4K để làm sao mọi người nhìn thấy nó ổn. Sẽ là góc quay chính ở phía cẳng này, gắn vào GoPro, gắn vào helmet, gắn vào mũ bảo hiểm, kèm theo đó là cái cục này. Thế thôi, cái bộ ghia của mình nó chỉ có vậy thôi. Bộ ghia của mình chỉ có vậy thôi. Đơn giản gọn nhẹ không? Đấy, mình đang dự kiến là sắm thêm một cái gậy bé bé để cầm như này quay. Mình sẽ cố gắng dùng cái này tối đa nhất có thể để có thể trợ giúp một phần nào cho iPhone, nên nó sẽ tối đa nhất. Rồi, xong cái thằng máy quay chính, đúng không? Thế còn máy quay ngược lại thì khả năng là mình sẽ sử dụng hai thằng này. Thì thực tế là hai thằng này tương đương nhau, thằng này thậm chí là thay được ống kính. Thế nhưng mà tạm thời là do mình chưa mua máy Insta 360 X4. Cũng mua thì cũng được, nhưng mà thực ra mình muốn thử nghiệm trước. Mình sẽ dùng cái thằng 360 Android này để gắn vào trên mũ, gắn vào đuôi xe và đầu xe để thử xem là cái tua của mình sau khi mà đi thì nó có tác dụng gì đối với cái này không. Còn nếu như mà không có tác dụng gì mà nó không hiệu quả thì mình sẽ không cần mua cái X4 nữa. Và nếu nó có hiệu quả thì mình sẽ mua X4 và thay lại ống kính để biến thằng này thành một cái cam action cam bình thường đó. Đấy là cam số 2, cam 360 tạm thời mình giao nhiệm vụ cho thằng Wonder này. Ok, và cái cam quay ngược chiếu gần đó thì mình sẽ vẫn tái sử dụng thằng GoPro này đó. Bởi vì thật ra thì GoPro này nó chỉ bị vấn đề là ở xa thôi, ở gần thì là ok đó. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là vấn đề về pin ấy, thì bởi mình chạy xe thì đôi khi là mình sẽ cắm nguồn luôn từ xe máy của mình. Xe ADV có cái tiện là nó có cái tổng sạc, nên cắm nguồn trực tiếp lên thì nghĩ không còn vấn đề về pin đối với con này nữa. Thì con này chỉ có nhiệm vụ là quay cái hình ảnh của mình, nói chuyện với các bạn. Thì như vậy mình nghĩ là vừa sức với nó, nó không bị quá sức. Vậy là bộ setup của mình cố gắng để không có thừa, thì nó có 3 máy như vậy. Đấy, giả dụ sau này mà con này nó hoàn thành nhiệm vụ và các góc quay 360 mình thấy là nó hợp với đôi workflow nhanh chóng gọn nhẹ cho mình, thì mình sẽ mua thằng X4 và biến thằng này thành cái máy quay gần. Ok, thế thì mình sẽ báo cáo các bạn về kết quả thử nghiệm, kết quả test thử và những ưu nhược điểm của máy này sau 1 hoặc 2 tuần nữa, để các bạn có thể tự cảm nhận và đánh giá. Nhắc lại với các bạn là tiêu chí của mình không phải setup một bộ gear pro ngầu lòi để đi ra đường loài thiên hạ. Mình chỉ gọn nhẹ này thôi, thích gỡ ra nút túi quần, thấy cảnh đẹp gỡ ra bấm quay phát quay luôn đó, không phải nghĩ ngợi. Cái gì ở đây mình muốn thằng này nó sẽ dùng hết sức của nó để cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh một cách tối đa nhất với iPhone, xem thằng nào tốt hơn iPhone nhớ. Nhưng mà cho đến thì hiện tại iPhone vẫn là bá đạo. Ok, video đã dài rồi, mình chia sẻ với các bạn thế thôi. Mình sẽ lên một cái clip nữa là trong cái việc mình lắp đặt setup ở trên cái xe máy của mình như thế nào đó, và chạy tour test thử trong điều kiện khắc nghiệt, mưa nắng, quay 4K vân vân, thì xem là thằng này có thực sự ngầu lòi như quảng cáo không. Những kết luận của mình nó sẽ khả dĩ, vì thật ra thằng này cũng cần đo đong đếm khá là nhiều, cân nhắc khá là kỹ để quyết định chốt lại. Rồi, chỉ còn một điều duy nhất là bây giờ chờ ông iPhone củ chuối kia, ông ý lắng nghe người tiêu dùng, ông ý mở thêm cái tính năng là cho phép quay camera
với micro Bluetooth. Trời ơi, tại sao không lắng nghe người dùng vậy, đúng không? Thêm cái này có phải là cái này của mình sẽ dùng được cả iPhone, dùng được cả Action Cam, dùng rất nhiều thứ, kể cả camera của mình cũng có thể dùng được, đúng không? Tiện như thế mà ông ấy không làm. Thôi, bye bye.